Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh bóng đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi theo dõi video này và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Đón Tết xa nhà, huấn luyện viên Kia sát thổ lộ mong muốn trong năm mới cùng Hoàng Ngay Gia Lai. Trước thêm năm mới, huấn luyện viên Kia Tisak có những chia sẻ về mục tiêu của Hoàng Anh Gia Lai ở giai đoạn sắp tới sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Do điều kiện không cho phép, huấn luyện viên Kia Tisak ăn Tết ở Việt Nam. Hiện chiến lược gia người Thái đang ở khách sạn của Hoàng Anh Gia Lai do Bầu Đức đã đóng cửa trung tâm Hàm Rồng. Kia Tisak và các ngoại binh vẫn tập 4 buổi một tuần tại sân Pleiku. Những ngày vừa qua, nhà cầm quân 47 tuổi thường xuyên đến dự tiệc tất niên tại nhà của những đồng nghiệp, trong đó có trợ lý Dương Minh Ninh. Trước thềm năm mới, huấn luyện viên Kia Ti Sắc cũng có những mục tiêu muốn gửi gắm đến học trò cũng như người hâm mộ đội bóng phố núi. Tôi muốn đóng góp để Hoàng Anh Gia Lai vô địch V-League một lần nữa. Tôi cũng muốn thử khả năng làm huấn luyện viên của mình tại Việt Nam thêm lần nữa. Sự khác biệt giữa V-League ở thời điểm hiện tại với thời tôi còn thi đấu nằm ở chỗ sự chênh lệch giữa 14 đội tham dự giải hiện không lớn. Hiện tại các câu lạc bộ đầu tư rất nhiều nên V-League giờ có nhiều đội mạnh hơn so với trước đây, khó vô địch hơn. Bởi vậy hiện nay, ngay cả đội được đánh giá mạnh hơn cũng khó thắng đội bị đánh giá thấp hơn. Theo kế hoạch, Hoàng Anh Gia Lai trở lại tập trung vào sau ngày mùng 4 Tết 15 tháng 2, hiện vẫn chưa thể xác định được thời điểm V-League 2020 thi đấu trở lại. Hoàng Anh Gia Lai khởi đầu mùa giải tương đối khó khăn khi để thua Sài Gòn trên sân thống nhất và phải rất vất vả mới có chiến thắng trước sông Lam Nghệ An tại Pleiku. Quá nghỉ này cũng là cơ hội để thầy cho Kia Tisak hiểu nhau hơn để có thể bùng nổ ở giai đoạn tiếp theo của V-League. Ở lần thứ ba tái hợp cùng đội chủ sân Pleiku, Kiatisak có nhiều kinh nghiệm hơn, chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng hơn cho chức vụ thuyền trưởng. Dù còn nhiều vấn đề cần giải quyết, song người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai có thể nhìn thấy những thay đổi vô cùng tích cực của đội bóng con cưng kể từ khi Kiatisak lên nắm quyền. Tin tiếp theo, trọng tài Việt Nam được FIFA mời dự World Cup Futsal 2021. Ông Trương Quốc Dũng làm việc trực tuyến với trưởng ban trọng tài Pierluigi Colina để sẵn sàng nhận nhiệm vụ. 76 trọng tài cấp FIFA trên toàn thế giới được sàng lọc để chọn ra 38 người làm nhiệm vụ ở vòng chung kết World Cup Futsal 2021. Trọng tài Trương Quốc Dũng nằm trong danh sách sơ bộ trước kỳ kiểm tra. Tôi vinh dự khi lần thứ hai được FIFA mời làm nhiệm vụ, tôi còn có cơ hội làm việc với cựu trọng tài danh tiếng Pierluigi Colina. Chúng tôi sẽ được cập nhật luật mới để sẵn sàng ra sân". Ông nói với Dinh, trọng tài Dũng là trọng tài futsal Việt Nam duy nhất có tên ở giải đấu sắp tới đây được tổ chức tại Lithuania. FIFA gọi đây là dự án đường đến Lithuania nhằm chuẩn bị sẵn sàng ngay khi giải được diễn ra. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên thế giới, World Cup Futsal 2022 bị rời sang năm 2021. Do vậy, công tác huấn luyện trọng tài do ông Colina đảm trách vẫn diễn ra theo kế hoạch. Hai buổi học online đầu tiên của trọng tài Công Dũng diễn ra tối ngày 6 ngày 7 tháng 2. Ông Colina sẽ trao đổi với từng trọng tài về các hoạt động của họ ở địa phương và giải đấu để nắm bắt tình hình. Thời gian học kéo dài đến tháng 8 với nhiều hoạt động cũng như là lựa kiến thức về luật mới. Từ ngày 20 đến 21 tháng 2, các trọng tài được chia làm hai nhóm với hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Latin. Ông Dũng lần đầu tiên làm nhiệm vụ ở một kỳ World Cup Futsal năm 2016 ở Colombia. Đó là cột mốc lịch sử của Futsal Việt Nam khi tuyển Việt Nam lần đầu giành quyền tham dự và qua vòng bảng. Tuyển Việt Nam muốn tái lập thành tích nhưng vòng chung kết Futsal châu Á ở Kuwait đã bị hủy. FIFA và AFC sẽ cân nhắc cách thức chọn đội tham dự World Cup Futsal 2021 và Việt Nam có hy vọng lần thứ hai. Hai vụ kiện gần đây liên quan đến câu lạc bộ Thanh Hóa dưới thời chủ tịch Nguyễn Văn Đệ cho thấy cách làm bóng đá thiếu chuyên nghiệp của người từng đứng đầu đội bóng. Nó khiến các đơn vị quản lý mới câu lạc bộ Thanh Hóa thời chủ tịch Vũ Tiến Đoàn vướng vào các vụ kiện tụng. FIFA có quy định trong cả hai vụ kiện của huấn luyện viên Fabio Lopez và ngoại binh Irisa Segasis đối với câu lạc bộ Thanh Hóa. Theo đó, đội chủ sân Thanh Hóa phải trả gần 200.000 đô cho huấn luyện viên người Italia và trợ lý. Con số chính xác được FIFA thông báo sau. Câu lạc bộ Thanh Hóa phải trả cho SIS 58.420 đô theo thông báo chính thức của FIFA. Bầu đệ để lại rắc rối với FIFA cho câu lạc bộ Thanh Hóa. Những điều khoản vô lý, bầu đệ từng tuyên bố các trường hợp dạy bóng đá nên tham khảo cách làm của ông ở câu lạc bộ Thanh Hóa khi còn đương nhiệm. Đó là khi ông đưa ra hàng loạt yêu cầu khó hiểu cho huấn luyện viên Nguyễn Thành Công, Ông Công lúc này mới về dẫn dắt câu lạc bộ Thanh Hóa thay cho huấn luyện viên Fabio Lopez hồi tháng 7 năm 2020. Huấn luyện viên người Nghệ An ra đi ngày 11 tháng 9 năm 2020 sau 3 tháng làm việc. Ông Đệ không phải là người mới bước chân và làm bóng đá. Cuối năm 2010, ông trở thành chủ tịch của đội bóng Thanh Hóa và có 5 năm điều hành. Thanh Hóa giành tấm huy chương đồng mùa giải 2014. Đến tháng 5 năm 2015, ông Đệ bất ngờ chia tay để đội bóng được giao cho tập đoàn FLC. Tháng 4 năm 2019, ông Đệ trở lại tiếp quản. Trong 1,5 năm nắm đội bóng, ông Đệ không ít lần tạo điều tiếng. Có lúc ông đòi bỏ giải khi dịch Covid-19 ảnh hưởng lịch thi đấu của ban tổ chức V-League 2020. Tuyên bố của ông được rút lại nhưng cũng khiến nhiều người xem không khỏi suy nghĩ, giải vô địch quốc gia như cái chợ, ông bầu nào thích thì bỏ, vui thì chơi, tùy vào cảm xúc. Cách làm bóng đá của ông đệ có vấn đề khi gặp những ca khó, có sự can thiệp của FIFA, hợp đồng của câu lạc bộ Thanh Hóa thường cài những điều khoản thiệt thòi hoàn toàn cho người lao động. Ở đây là huấn luyện viên và cầu thủ. Nhưng không phải cầu thủ huấn luyện viên nào cũng làm tới như Fabio Lopez hay được tư vấn luật như Ziz. Hợp đồng do ông đệ ký thường có điều khoản câu lạc bộ được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu hợp đồng chuyên môn ba huấn luyện đánh giá kém về chuyên môn đạo đức, thể lực, lối sống. Từ đó mới có câu chuyện cầu thủ thanh hóa bỏ phiếu 100% tán thành việc thanh lý huấn luyện viên Fabio chứ không phải do ông chủ tịch chủ ý làm vậy. Khi cầu thủ đã ký hợp đồng, bị chấn thương, không thể tập luyện quá 30 ngày, hợp đồng không còn hiệu lực. Điều này đi ngược với quy định của FIFA và là nguyên do chính khiến câu lạc bộ thanh hóa thua kiện cầu thủ Sis. Đây là điều khoản vắt tranh bỏ vỏ trong hợp đồng bóng đá mà câu lạc bộ Thanh Hóa và một số đội bóng V-League khác cài trong hợp đồng nhưng FIFA không công nhận. Ai sẽ bồi thường thiệt hại? Không nhiều cầu thủ, đa số là cầu thủ Việt Nam, biết nhờ luật sư và tư vấn luật để kiện lên FIFA, vì vậy cho đến khi các vụ việc vỡ lở, bản chất cách làm bóng đá của ông bầu câu lạc bộ mới lộ ra. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh từng phải đền bù theo thỏa thuận hai bên để thanh lý hợp đồng với cầu thủ. Họ từng dùng lại huấn luyện viên Trung Hai vì không muốn trả 17 tháng lương còn lại, sau đó hai bên mới thương lượng. Theo tìm hiểu của Dinh, câu lạc bộ Thanh Hóa đang cố gắng giải quyết những rắc rối trong hai vụ kiện này. Vụ kiện của Sip được FIFA phán quyết từ tháng 4 năm 2020. Có thông tin cho rằng, câu lạc bộ Thanh Hóa kháng án lên tòa án trọng tài thể thao CIS ở Thụy Sĩ. Họ cũng thuê luật sư chuyên trách ở Hà Nội để lo phần pháp lý, số tiền đặt cọc để CIS xem xét vụ kiện là khoảng 30.000 đô, chi phí tùy vào số tiền hai bên tranh chấp. Trong các văn bản của FIFA về hai vụ kiện do huấn luyện viên Fabio Lopez và Sis là nguyên đơn, chỉ ghi bị đơn là câu lạc bộ Thanh Hóa, điều đó có nghĩa là không biết bằng cách nào Thanh Hóa nếu không kháng án thì họ phải chuyển vào tài khoản do nguyên đơn cung cấp đúng số tiền bị phạt. Con số này với huấn luyện viên Lopez và trợ lý là gần 200.000 đô và phải trả cho Sid 58.420 đô. Với các vấn đề của câu lạc bộ Thanh Hóa, bầu đoàn đã tuyên bố không chịu trách nhiệm với những vi phạm hợp đồng của công ty quản lý cũ của đội bóng. Bầu đệ là người chịu trách nhiệm, chúng tôi cũng có thỏa thuận mọi chuyện cũ đều thuộc về trách nhiệm của công ty cũ, bầu đệ cũng có văn bản đó. Trách nhiệm trong vụ kiện này thuộc về bầu đệ và liên đoàn bóng đá Thanh Hóa. Một ủy viên ban pháp lý AFC thành ủy viên toán trọng tài thể thao CS phân tích với Dinh, cho dù câu lạc bộ Thanh Hóa hoạt động như thế nào, trừ khi đội bóng này giải thể thì đội bóng phải có nghĩa vụ. Khi chuyển giao đơn vị quản lý thì phải chuyển giao cả quyền và nghĩa vụ, phải có thỏa thuận giữa hai bên nếu có vấn đề phát sinh. Theo tôi hiểu, về mặt pháp lý là câu lạc bộ Thanh Hóa vẫn đang thi đấu ở V-League. Thông thường khi FIFA hay các cơ quan pháp lý muốn phạt thì phải túm đội bóng, chứ không thể đi tìm doanh nghiệp kia. Không thể nói đội bóng này đã được chuyển giao rồi thì thôi, không còn tính pháp lý nữa. Vị này nói rõ hơn. Bầu đệ từng mất hàng chục nghìn đô để giải phóng hợp đồng cho tiền đạo Aaron Stevens ở mùa giải 2019. Anh thi đấu được 5 trận và nghỉ hết mùa vì chấn thương. Tuy nhiên, Stevens từng thắng câu lạc bộ Hải Phòng trong một vụ kiện khác do FIFA xem xét, nên bầu đệ không thể vắt tranh bỏ vỏ. Thế là hai bên phải ngồi thương lượng để đạt thỏa thuận đền bù. Nếu không kháng án lên câu lạc bộ Thanh Hóa có 45 ngày để hoàn thành nghĩa vụ cho huấn luyện viên Fabio. Nếu không, họ đối diện với các lệnh trừng phạt của Ủy ban Kỷ luật FIFA như trừ điểm, cấm chuyển nhượng, đánh rớt hạng. Đây không phải lần đầu tiên câu lạc bộ Thanh Hóa bị kiện và họ thường bị xử thua mỗi khi tái phạm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.